Đây chính là 5 kiểu cháy tài khoản thường thấy trong giao dịch Forex và Bitcoin. Đó là rất nhiều các trader đã lướt sóng, tuy nhiên lại lướt phải những cái con sóng thần và dẫn đến cháy tài khoản. Các bạn thích cá bình lắm, các bạn thích lướt sóng lắm, những cái con sóng đó. Tuy nhiên chỉ cần một lúc các bạn sơ sẩy, cái tâm lý của các bạn không ổn định là dẫn đến tài khoản của các bạn bay bất cứ khi nào. Thứ hai, đó là chúng ta thường phân tích thì phân tích những cái khung thời gian lớn, ví dụ khung ngày, khung tuần. Và đây cũng là một cái nguyên nhân mà dẫn đến các bạn qua. Phân tích thì phân tích ở khung thời gian lớn, tuy nhiên lại giao dịch ở khung thời gian nhỏ. Rất nhiều các anh chị các bạn gặp phải điều đó. Tại sao lại nói như vậy? Tại vì rất nhiều các anh chị các bạn đáng lẽ giao dịch phân tích trên khung thời gian lớn thì chúng ta đánh khối lượng phải nhỏ thôi. Chúng ta phải có một cái vị trí đặt dừng lỗ chốt lời theo cái quản lý vốn của chúng ta trên khung thời gian lớn. Tuy nhiên rất nhiều các anh chị các bạn lại đánh bằng cái khối lượng nó lớn, và nếu mà đặt theo những cái khung thời gian lớn thì tài khoản của các bạn lại bị thua lỗ rất là nặng, và nhiều các anh chị các bạn sẽ không chấp nhận được cái điều đó.